Với sự thành công của bỉm nội địa Nhật BB Yolity cao cấp trên 7 quốc gia và được đông đảo các bà mẹ tin dùng, chúng tôi tiếp tục cho ra mắt sản phẩm BB Yolity Natural với những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. BB Yolity Natural là dòng bỉm duy nhất trên thị trường có tinh chất khử mùi nước tiểu, giúp bé luôn thơm tho suốt cả ngày dài. Và đặc biệt hơn, với thiết kế vạch khử mùi thông minh, khi bé đi vệ sinh, vạch màu xanh sẽ chuyển sang màu trắng và khử mùi khó chịu một cách thần kỳ. Nhắc đến thảo dược, BB Yolity Natural chứa các thành phần tự nhiên như cây rau sam và trà nhật, không chỉ giúp giảm viêm, kháng khuẩn mà còn chống hăm hiệu quả, mang đến cảm giác dịu nhẹ và an toàn cho bé. Với bao bì khóa kéo đóng mở thông minh, thiết kế này giúp bảo vệ bỉm bên trong khỏi côn trùng, bụi bẩn và đặc biệt là ngăn bay hơi các hợp chất thảo dược quý, điều chưa từng có trên thị trường. BB Yolity Natural không chỉ bảo vệ bé yêu mà còn mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa thiên nhiên. BB Yolity Natural luôn đi đầu về công nghệ chăm sóc bé yêu.